vẽ và xé hình tán lá dài. Bước 1, lấy tờ giấy thủ công màu đỏ, vẽ và xé thành hình chữ nhật. Tiếp theo, vẽ những đường cong không đều nhau để tạo thành dạng hình tán lá dài. Bước 2, xé theo đường vẽ và chỉnh sửa cho giống hình tán lá dài.